anh em, lại là mình đây. Rồi mình ăn Tết, Tết sớm nha anh em nha. Đây, một cây lan ngọc điểm da ba ngọc hoa. Lan ti phong luôn. Lan ti phong nha anh em nha. Lan dừng ti phong bao thơm nha anh em. Bao thơm. Không có dừng nào chịu nổi dừng ti phong đấy. Cây mai. Cây mai bay rất là đẹp. Dừng ti phong luôn. Đấy. Hàng thiếu không? Hàng dừng không à. Mình chơi toàn hàng rừng nha anh em nha. Bao thơm luôn. Bông bao nhiêu luôn. Cây này thì mình chơi tết tay. Nhưng mà nó hơi trễ tí. Giờ chơi từ đây cho tới 23 ông táo xong rồi đem ra là vừa. Rồi đem cây khác cho chơi anh em à. Mẫu này mẫu lên sinh tự khai thang điền gì nè. Khai thang điền này nè. Nói rằng là cây này mình trồng và mình thuần năm nay năm thứ 5 rồi anh em à. Thì mình không có đi tán nhiều, mình để tán rong rong chơi thôi. Cây bay á đẹp, bác quý vô đứng xíu quý. Nè. Đấy ha. Ok không anh em? Bay rất là đẹp nha anh em nha. Bay rừng ti phong nha, ngọc điểm ti phong luôn nha anh em khu nha. Khu này là khu bàn trà của mình. Đấy, uống trà ngắm hoa, nghe mùi lan mùi hoa. Biết. Mùi mai luôn, bao đẹp luôn nha anh em nha. Dĩ xì anh em ơi, thơm lắm. Quá đẹp. Giống dĩ xì là thơm cực kỳ. Những cái thẹo mình ghép ốp mà bây giờ nó kéo lại anh em à. Kéo bít hết luôn ha. Mẫu này mẫu lên sinh tự. Kéo bít luôn nè, này là bít luôn nè. Bít thẳng luôn nè. Quá đẹp. Ngọc điểm chín tông à, thơm á. Phong lan ngọc điểm thơm. Ghê thơm lắm anh em ơi. Quá đã. Ôi. Nếu mà mũi anh em thính là anh em ngửi trong điện thoại nghe mùi luôn á. Thơm thơm á. Đã xuống lá thành công. Ôi. Cỡ này mà để trong nhà và đóng cửa lại nha. Đóng cửa lại xong mình đi đâu tầm 2 giờ sáng về mở cửa ra cái là ngợp luôn. Ở trong là ngợp luôn ha. Độc tiêu luôn. Ôi, cảm ơn anh em, tạm biệt anh em nha.